Hương Ly nhận món quà đặc biệt từ Miss Universe 2005 đã lọt mắt xanh giám khảo quốc tế. Trong tập 6 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, hai quán quân Việt Nam Net Top Model, Hương Ly và Nguyễn Oanh đã có trận đối đầu nghẹt thở trong phần thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Cuối cùng, Hương Ly đã giành được chiến thắng và còn nhận được món quà đặc biệt từ giám khảo quốc tế Miss Universe 2005 Natalie Lebova. Với chủ đề cuộc sống sung túc, Hương Ly đã có phần thuyết trình được giám khảo Natalie Lebova khen ngợi. Tôi muốn có một câu hỏi dành cho bạn. Bạn nói bạn đã tham gia cuộc thi này 3 lần rồi đúng không? Tôi rất ấn tượng với câu trả lời của bạn. Đó là những gì tôi muốn nghe các bạn trả lời về chủ đề này. Chính là cách mà bạn truyền đạt. Và bởi vì chủ đề này cùng với những bày tỏ của bạn rất gần gũi với những gì mà tôi theo đuổi, nên tôi muốn tặng bạn quyển sách của tôi. Giám khảo quốc tế còn nhắn nhủ Hương Ly, hãy trở thành người chiến thắng nhé.